Sự nhận thức của tôi về Ngài Tịnh Không Lão Pháp Sư tập 1. Cô giáo Lưu Tố Vân giảng ngày 18 tháng Giêng năm 2011 tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Kính thưa quý vị đồng tu, xin chúc lành buổi sáng, mời ngồi xuống. Kính mời quý vị ngồi xuống. Bài học sáng nay cũng là bài giảng sau cùng của tôi ở Hồng Kông. Đề mục của bài giảng này là sự nhận thức của tôi về Ngài Tịnh Không Lão Pháp Sư. Vì sao lại giảng đề tài này, chính tôi hiện giờ cũng không rõ. Bởi vì lần này tôi đi Mã Lai, Singapore, Indonesia. Hình như là lúc ở Mã Lai, có một hôm trong lúc nghe một vị thầy khác giảng, bỗng dưng một thoáng qua trong đầu nói với tôi rằng, hãy nói về Ngài Tịnh Không Lão Pháp Sư, người mà ngươi nhận thức. Tôi nghĩ có lẽ ai đó muốn tôi nói đề mục này, thế thì tôi nói vậy. Bởi vì thời gian tôi được trực tiếp xúc với Lão Pháp Sư không có lâu, khoảng chưa tới một năm. Lần đầu tiên tôi đến Hồng Kông vào ngày 4 tháng 4 năm vừa qua để gặp Lão Pháp Sư. Đến nay chưa tròn một năm. Do đó, sự nhận thức này có thể chưa được sâu sắc lắm. Tôi nhận thức đến đâu, xin nói với quý vị đến đó. Hôm nay tôi muốn nói vài đề mục. Đề mục thứ nhất, tôi muốn nói nhân duyên giữa tôi với Lão Pháp Sư, nghĩa là duyên gặp gỡ này như thế nào. Có lẽ nên nói bắt đầu từ năm 2003. Năm này tôi tiếp xúc được DVD của Lão Pháp Sư giảng về kinh Vô Lượng Thọ. Đây là duyên gặp gỡ đầu tiên, cũng có thể là duyên phần từ nhiều đời kiếp. Nên khi tiếp xúc với DVD do Ngài giảng, tôi vừa nghe, liền thấy nhập tâm, rất là ưa thích. DVD đầu tiên mà tôi nghe là Lão Pháp Sư giảng tại Đài Loan năm 1994. Tổng cộng 70 đĩa, có bộ 73 do kỹ thuật ép đĩa, nên có bộ dài bộ ngắn, thông thường là 70 đĩa. Sau này có người giới thiệu với tôi rằng, Lão Pháp Sư mới ra thêm DVD Kinh Vô Lượng Thọ giảng chi tiết. Nhờ các Phật hữu giới thiệu, nên sau cùng tôi thỉnh được thêm bộ DVD này. Lúc bấy giờ mới ra đến đĩa 264. Tóm lại, hai bản kinh Vô Lượng Thọ này đã giúp tôi đạt được rất nhiều lợi ích. Do đó, từ năm 2003, tôi đọc kinh Vô Lượng Thọ và nghe DVD của Lão Pháp Sư cho đến bây giờ không hề gián đoạn. Cho nên tôi nói duyên giữa tôi với Lão Pháp Sư là nhờ thông qua DVD. Đây là duyên khởi đầu, sau đó duyên này liên tiếp nối nhau. Duyên thứ hai là do hai giấc mơ của tôi. Lúc bấy giờ tôi không hiểu, nhưng bây giờ suy nghĩ trở lại, đại khái đây cũng là một loại duyên phần. Giấc mơ đầu tiên, đó là cách đây 4 năm. Vâng, khoảng 4 năm về trước, tôi mơ thấy Lão Pháp Sư. Mơ thấy Lão Pháp Sư nói với tôi 4 câu. Tuy nhiên 4 câu này có phải do Lão Pháp Sư nói hay ai đó nói với tôi, đến giờ tôi cũng không rõ. Sáng hôm sau thức giấc, tôi còn nhớ rất rõ, nên ghi chép xuống. 4 câu này tôi đã từng nói qua với mọi người. Đó là tịnh niệm tương kế niệm Di Đà. Không tức có, lại có tức không. Ngô thị Phật Đà nhất đệ tử, sư thừa nhất mạch khứ cực lạc.
Trong giấc mơ nói với tôi bốn câu như vậy. Buổi sáng, thức giấc, tôi vẫn nhớ nên ghi lại trên tờ giấy. Xong đọc thoáng qua, thấy mỗi chữ đầu tiên của mỗi một câu. Nếu đem ráp lại theo từng hàng dọc, có nghĩa là tịnh không thầy ta. Lúc đó tôi nghĩ, có phải bốn câu này muốn điểm hóa tôi chăng? Cho tôi biết lão pháp sư Tịnh Không là thầy của tôi. Tuy nhiên đây chỉ là một ý nghĩ thoáng qua trong đầu mà thôi. Sau đó tôi không nghĩ đến nữa. Mặc dù vậy, tôi luôn nhớ bốn câu này và không quên. Đây là giấc mơ đầu tiên của tôi. Giấc mơ thứ hai là trước mùa xuân 2010, khoảng hơn một tháng, chưa tới hai tháng, tôi lại nằm mơ. Lần này mơ thấy sư phụ Tuyên Hóa Thượng Nhân. Có thể ở đây cũng nhiều người biết đến Ngài. Ngài là người song thành. Có thể nói chúng tôi là người đồng hương, vì tôi cũng là người song thành. Mơ thấy Ngài hình dáng giống hệt như tấm ảnh chụp bán thân thường in ở trang thứ hai trong những quyển sách của Ngài. Ngài đeo một sâu chuỗi to và dài, người hơi nghiêng, miệng cười tươi. Ngài mãi nhìn tôi cười và không nói gì hết. Tôi hỏi, sư phụ à, sao Ngài nhìn con cười? Ngài muốn nói gì với con? Sư phụ Tuyên Hóa Thượng Nhân nói một câu, con có thể vân du bốn phương rồi. Chỉ một câu như vậy. Tôi nhớ lúc đó, tôi trả lời, thưa sư phụ, chỗ nào con cũng không đi. Sư phụ nói tôi vân du bốn phương, tôi trả lời không muốn đi đâu hết. Đây là giấc mơ tôi thấy sư phụ Tuyên Hóa. Cách 20 ngày sau, lần thứ hai, tôi mơ thấy lão pháp sư Tịnh Không với nụ cười tiêu chuẩn mà quý vị thường nhìn thấy. Ngài mãi nhìn tôi cười, tôi lại hỏi, thưa sư phụ, vì sao Ngài nhìn con và cười? Ngài muốn nói với con điều gì chăng? Sau khi hỏi xong, sư phụ nói điều gì đó. Nhìn thấy miệng Ngài đang cử động, nhưng tôi không nghe rõ và không hiểu ý nghĩa như thế nào. Rõ ràng thấy sư phụ đang nói, và Ngài nói những gì tôi không biết. Như vậy là kết thúc một giấc mơ. Tóm lại, đây là hai giấc mơ trước mùa xuân. Khoảng cách trước sau chỉ có 20 ngày. Sau hai giấc mơ này, kế tiếp phát sinh ra một việc. Buổi giảng đầu tiên của tôi ở đây, tôi đã từng thưa với quý vị về tin tức này. Đó là ngày 28 tháng Chạp. Có một cư sĩ điện cho tôi. Vị này có thể là người ở tỉnh Hắc Long Giang, thị trấn Triệu Đông của chúng tôi. Vừa điện lại liền hỏi, có phải chỉ là Lưu cư sĩ, người mang bệnh hồng ban lan sang không? Tôi nói phải. Họ nói, ồ như vậy là đúng rồi, xong cúp điện thoại. Lúc đó tôi nghĩ người này sao lạ nhỉ? Vừa nghe mình trả lời đúng, thì liền cúp điện thoại ngay. Không biết người này có ý gì. Một hồi sau lại có người điện đến, và tự giới thiệu. Tôi là người bên cạnh Lão Hòa Thượng và đang ở Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Học Công. Có phải chị là Lưu cư sĩ không? Tôi nói phải. Người này nói tiếp, lúc nãy có một người điện cho chị là do tôi nhờ họ tìm hiểu về tin tức của chị. Một lát nữa sẽ còn người điện đến. Xin chị chớ đi ra ngoài. Hai chúng tôi nói chuyện với nhau chưa tới 3 phút là gác điện thoại. Sau đó chưa đầy 10 phút, điện thoại lại reo và hỏi, có phải chị là Lưu Sư Tỷ không? Người Bắc Phương chúng tôi ít khi nào xưng hô như vậy, nên trả lời, tôi là Lưu Tố Vân. Xong họ nói, chị chờ một chút nhé, sư phụ sẽ nói chuyện với chị. Liền sau đó, sư phụ tiếp điện thoại.
Đây cũng là lần đầu tiên tôi được nói chuyện qua điện thoại với Lão Pháp Sư. Trước tiên, Ngài hỏi thăm về tình trạng sức khỏe của tôi hiện nay như thế nào. Tôi nói, rất khỏe, ngày càng khỏe hơn, một năm khỏe hơn một năm. Sư phụ nghe xong rất vui và nói, hảo hảo, hảo hảo, làm tấm gương tốt cho mọi người. Sau đó sư phụ lại nói thêm chuyện khác. Đại khái nội dung cuộc đàm thoại, Ngài hỏi tôi có xem DVD Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán. Tôi nói đã xem rồi, Ngài nói, lần giảng thứ hai cố gắng nghe cho kỹ. Tôi thưa với Ngài, lần đầu và lần thứ hai do Ngài giảng, con đều có đĩa và đã nghe qua. Con sẽ nghe trở lại. Tôi được nói chuyện với sư phụ qua điện thoại khoảng 15 phút. Khi đó tôi nghĩ, Ngài đã lớn tuổi rồi, lại bận rộn như thế. Tôi không thể nói mãi không ngừng, nên nói, sư phụ à, Ngài là lão pháp sư của hư không pháp giới, con không dám làm mất thời gian quý báu của Ngài. Con xin gác điện thoại nhé. Sư phụ nói, hảo hảo, gác đi con. Thế là tôi gác điện thoại. Lúc tôi nói chuyện với Ngài là khoảng 10 giờ sáng. Đến trưa thì có điêu cư sĩ đến nhà tôi và ở đến tối. Tôi vẫn không đem chuyện liên lạc điện thoại với sư phụ kể cho cô ta nghe. Vì tánh tôi tương đối sống nội tâm và cũng không thích khoe khoang. Việc này nếu là người khác, có thể họ vui mừng lắm. Khi thấy bạn bè đến sẽ đem tin này nói ra, nhưng tôi không có nói. Tôi và điêu cư sĩ cùng nhau niệm Phật, đàm đạo suốt cả buổi chiều. Tôi vẫn không nói với cô ấy, xem như việc đã qua. Hôm đó là ngày 28 tháng 12 âm lịch, còn khoảng 2-3 ngày nữa là Tết. Vào mùng 1 Tết, có người bạn điện lại nói, em mừng quá, vẫn biết hôm nay là mùng 1 Tết, không muốn điện thoại làm phiền chị, nhưng em vui quá, nhất định phải điện cho chị hay. Tôi hỏi, việc gì mà vui đến như vậy? Cô ấy nói, sư phụ giảng kinh Hoa Nghiêm trên mạng, có một đoạn chuyên nói về chị. Tôi hỏi, nói tới điều gì? Cô ta thuật lại đoạn nói đó. Tôi cười và nói, chắc không phải nói tôi đâu. Tôi làm gì có khả năng như vậy? Chuyện này xem như đã qua. Hôm đó tôi cũng không nói với ai. Đến mùng 3 Tết, tôi đến thăm một người bạn vì cha của cô này mới qua đời. Tôi sợ cô buồn tuổi nên qua thăm. Trước ngày tôi đi, cô ấy có điện lại nói, đại tỷ à, em buồn và khóc đến huyết áp lên tới hơn 200. Vì nhớ ba em. Tôi nói, em là người học Phật, vì sao không xem nhẹ đi một chút? Bác ra đi nhẹ nhàng thù thắng như vậy, mà em suốt ngày cứ buồn rầu khóc lóc. Chẳng những không giúp gì được cho bác, mà làm cho bác không được siêu thoát. Em cứ như vậy chỉ sẽ không đến với em nữa. Trước khi đến nhà cô này, tôi có điện thoại hỏi thăm, lúc này em như thế nào? Thưa đại tỷ, lúc này em đỡ nhiều rồi, em không khóc nữa, huyết áp của em đã giảm rồi. Tôi nói, nếu em tỏ vẻ tiến bộ, chị sẽ đến báo cho em một tin mừng, ngược lại chị sẽ không nói. Cô ấy nói, đại tỷ chị hãy đến nói, em rất nhất định tỏ vẻ tiến bộ cho chị thấy. Xong sáng hôm mùng 3 Tết, tôi đến nhà cô ấy, vừa bước vào cô ta liền hỏi, đại tỷ, chị có tin vui gì nói với em? Tôi nói, hãy khoan, cho chị thở một chút đã, và để chị xem em có thật tiến bộ không. Nếu tỏ vẻ tốt, chị mới nói, ngược lại không thèm nói. Cô ấy nói, em nhất định tỏ vẻ tốt, chị không thấy em đang vui lắm sao? Em hết khóc rồi. Vậy thì được, chị giữ lời hứa và nói cho em biết. Chị đã nói chuyện điện thoại với lão pháp sư. Cô ta vô cùng kinh ngạc, mở to mắt ra nhìn tôi hỏi, chị nằm mơ hả? Hỏi tôi có phải chị nằm mơ không? Tôi nói, không phải mơ là sự thật. Hồi nào? Hồi 28 tháng chạp vừa rồi. Thật vậy không? Cô ta vẫn chưa tin. Tôi nói, thật. Thế thì chị kể lại nội dung cuộc đàm thoại cho em nghe. Vì lúc đó tôi vẫn còn nhớ rất rõ nên kể từng chi tiết cho cô ấy.
Nghe xong cô ta mừng quá, hình như có vẻ thật, tôi nói thật mà. Thế là cô ta mừng đến nhảy lên. Ồ, thật là tin mừng lớn, cảm ơn đại tỷ báo cho em tin vui này. Em sẽ qua một cái Tết rất là vui, không buồn nhớ ba em nữa. Đây là lần đầu tiên tôi đem chuyện liên lạc điện thoại với sư phụ kể cho người khác nghe. Tôi ở nhà vị này chọn ngày mùng 3 Tết. Tối đến cô ta không muốn tôi về, mong tôi ngủ lại. Tôi nói không được, hôm nay vẫn còn Tết, chứ để anh rể em ở nhà một mình, rồi sanh phiền não, hãy để chị về. Có lẽ hôm đó tôi là người đón chuyến xe bus sau cùng. Cô ấy hỏi tôi biết đường về nhà không? Tôi nói biết, em chỉ cần đưa chị lên xe, chị biết đến trạm nào xuống. Cô ta vẫn không yên tâm, đòi đưa tôi về tận nhà. Tôi nói không cần đâu, thế là tôi lên xe. Không ngờ tôi xuống sai trạm, vì trời tối, nhìn không rõ. Kết quả đi lố một đoạn khá xa mới ngừng. Khi xuống xe, tôi đứng ngẩn người ra. Ồ, đây là đâu? Sao không thấy nhà mình? Đèn đường thì rất sáng, xe cộ qua lại rất nhiều, mở đèn sáng chói, nhìn đến hoa cả mắt. Tôi tự nhủ, hãy bình tĩnh để định rõ phương hướng. Đứng khoảng 5 phút sau, tôi đã định được phương hướng, bởi vì tôi rất thường đi kinh hành ở đây. Tuy nhiên, kinh hành ở khu đất bên trong, xe bus đậu ở phía ngoài. Tôi nghĩ mình không bị lạc đường và có thể tìm về nhà được rồi. Đi bộ khoảng 15 phút thì về đến nhà. Vừa bước vào, nhìn thấy một chồng DVD để trên bàn, nên hỏi ông chồng, những DVD này từ đâu đến? Ông ta nói, do con gái của một cô giáo mang đến, nghe nói những đĩa này đều nói về bà. Ai nói về tôi? Sư phụ nói về bà. Bà mau mở ra cho tôi nghe, xem sư phụ nói bà thế nào. Tôi liền mở ra, vừa nghe qua tôi nghĩ, ồ, kỳ này mệt rồi. Vì tôi muốn giữ bí mật, nhưng cũng không được. Cô giáo đó có thể mang đĩa đến nhà tôi, chứng minh cô cũng đã phát ra ngoài. Sau cùng, quả thật là như vậy. Nếu sư phụ giảng trên mạng, người xem đại khái không nhiều. Như nhà tôi không có mạng nên tôi không biết. Lần này phát DVD chắc chắn rất nhiều người xem và truyền rộng ra. Đó là việc của mùng 3 Tết. Đến ngày mùng 4, lần thứ hai tôi lại trở thành danh nhân. Từ đó cho đến ngày 16 tháng 10, tôi rời Hai Nhĩ Tân. Suốt thời gian này vô cùng bận rộn, gần như không có giờ nghỉ ngơi. Mỗi ngày hết tiếp điện thoại đến tiếp khách. Thấy vậy có vài đồng tu đến giúp tôi. Xong sau đó họ cũng gác điện thoại, không cho tôi tiếp nữa. Bởi vì giai đoạn đó, có lẽ do mỏi mệt quá độ, khiến tôi bị đau cổ khan tiếng, nói không ra lời. Nên họ quy định cho tôi chỉ nghe giảng kinh mà thôi. Như vậy cũng tốt. Lúc đó điêu cư sĩ ở nhà tôi trực ban. Cô ta gác điện thoại và nói tôi phải nghe DVD cho đàng hoàng. Đây là cơ hội thứ hai khiến tôi được nghe đại kinh giải trở lại. Vì suốt thời gian bận rộn, tôi cảm thấy nóng ruột, rất muốn nghe lại không có giờ. Qua cơn bệnh, nói không ra tiếng, tôi lại có cơ hội rồi. Hơn 20 ngày, ở trong nhà mỗi ngày nghe DVD 10 tiếng đồng hồ. Nhờ vậy vừa điều chỉnh sức khỏe, vừa nghe giảng, cho nên đại kinh giải mà sư phụ giảng, trên căn bản, tôi nghe đầy đủ không sót một bài. Chỉ là nghe không được kỹ lắm, vì chỉ nghe qua một lần. Tóm lại, khởi đầu là do nghe DVD mà kết duyên với sư phụ. Sau đó, lại nằm mơ hai lần. Đều mơ thấy ngài. Từ đó duyên này được duy trì liên tiếp. Kế đó trong lúc giảng kinh, sư phụ có nhắc đến tôi, khiến các đồng tu đều biết. Và tôi lại liên lạc điện thoại với ngài, do đó duyên này từng bước đi sâu vào. Đây cũng là đề tài thứ nhất mà tôi muốn nói về duyên giữa tôi với sư phụ. Sau khi liên lạc điện thoại không bao lâu, đại khái chưa tới 10 ngày, Vương Sư Huynh điện lại nói, sư phụ muốn gửi thư mời, chị đến Hồng Kông. Tôi liền từ chối, nói rằng tôi không đi.
Tôi không biết đường đi. Tôi là người quê mùa, không ra khỏi điền viên, chỉ thích ở nhà thôi. Nói xong, tự tôi cũng không có cảm giác gì, vì đây là lời chân thật. Nghĩ sao tôi nói vậy? Tôi còn nhớ tôi nói thêm một câu. Bây giờ tôi đã nổi tiếng rồi, tôi cảm thấy không thích hợp chút nào. Lúc khởi đầu tôi rất bận rộn với việc tiếp điện thoại. Đồng tôi đến thăm rất nhiều, nên tôi nói không thích hợp. Vốn sinh hoạt của tôi rất có nguyên tắc. Hiện giờ bỗng dưng trở thành người bận rộn. Tôi nhớ lúc tôi trả lời điện thoại, có 6 đồng tôi đang ngồi ở nhà tôi. Mặc dù họ nghe không rõ cuộc đàm thoại, tuy nhiên cũng nghe được phần nào nội dung. Nên sau đó liền nói với tôi, đại tỷ à, chị trả lời người ta như vậy là không đúng. Tôi hỏi vì sao không đúng? Chị làm như vậy là cự duyên. Tôi hỏi cự duyên là gì? Cự duyên tức là cự tuyệt duyên phần. Ồ, thì ra hai chữ này nói lại là ý nghĩa như vậy. Tôi nói lần này cự duyên xa rồi, lần sau không cự nữa. Duyên đến sẽ không cự, như vậy được chứ? Họ nói, chị cứ thích nói đùa. Tôi không nói đùa đâu, đây là sự thật. Thật tình tôi không muốn đi đâu hết. Quý vị biết đó, ở Hai Nhĩ Tân này tôi chỉ biết có vài nơi, mặc dù đã sống ở đây mấy mươi năm rồi. Tôi không biết Hồng Kông là ở chỗ nào. Tôi đến làm phiền Pháp Sư để làm gì? Ngồi đối diện nghe băng giảng của Ngài cũng giống nhau. Khi nghe hiểu rồi, thì theo đó thực hành. Như vậy là học sinh tốt. Tôi nghĩ thế. Cho nên tôi đã từ chối. Việc này xem như đã qua. Cách vài ngày sau, hình như là sau rằm tháng Giêng, lần thứ hai, vua cư sĩ lại điện đến. Vẫn là mời tôi đến Hồng Kông. Tôi liền trả lời một cách sốt sắng. Lần trước tôi đã cự duyên sai rồi, lần này không từ chối nữa. Muốn tôi đi lúc nào cũng được. Tôi hết sức vui vẻ nhận lời. Kết quả liền định cho tôi ngày 4 tháng 4 từ Hai Nhĩ Tân xuất phát. Đó là lần đầu tiên tôi đến Hồng Kông. Lần đầu đến Hồng Kông, thật tình tôi giống y như Lư Lão Lão trong truyện Hồng Lâu Mộng vào Đại Nguyên Quán. Nhìn thấy thứ gì cũng mới lạ. Nếu như quý vị không hướng dẫn, tôi sẽ không biết đâu là đâu. Sau khi đến, tôi vội đi trình với sư phụ. Thưa sư phụ, quá khứ con không có đến đạo tràng bao giờ. Những quy luật lễ tiết của đạo tràng con không biết. Nếu con làm sai, không phải do con cố ý, mà vì con không hiểu, xin sư phụ chỉ dạy và đừng trách con. Sư phụ nói hảo hảo. Tóm lại, tôi tổng kết một điều. Mỗi khi nghe sư phụ nói hảo hảo, là tôi cảm thấy yên tâm. Vâng, khi tôi đúng cũng hảo hảo, lúc tôi sai ngài cũng hảo hảo. Được sư phụ đỡ đầu, khiến tôi không còn lo lắng. Đây là lần đầu tiên tôi được gặp sư phụ. Mới vừa gặp sư phụ, tôi đã làm một chuyện khôi hài. Đó là Vu hay Huệ Vinh sư huynh hỏi, cô giáo Lưu tối nay có sắp xếp cô giảng một bài, cô sẽ giảng đề mục gì? Tôi nói không có đề mục. Đến giờ này chưa ai nói với tôi phải giảng đề mục gì. Xong họ nhìn tôi với ánh mắt có vẻ ngạc nhiên. Tôi cảm giác ý họ muốn nói, những vị thầy khác giảng bài đều có đề tài, sao đến phiên cô lại nói không có? Không có đề tài cô giảng thứ gì? Đại khái ý họ như vậy. Tóm lại tôi không biết, thật sự tôi không có đề mục. Sau đó họ đi gặp sư phụ, nói sư phụ à, cô giáo Lưu nói giảng bài không có đề tài. Vị cư sĩ đứng bên cạnh nói, không có đề tài cô giảng thế gì? Xong sư phụ liền nói một câu, bây giờ tôi nhớ không ra, đại khái nói cô ấy gọi lên bục giảng tự nhiên sẽ biết nói. Câu nói của ngài không phải như vậy, ngài có một nhân từ. Khi đó tôi nhớ rất rõ, bây giờ quên mất rồi. Tôi nói, thưa sư phụ, con thật sự không có đề tài, chút nữa vào phòng thâu âm con sẽ nói gì, giảng gì đây? Sư phụ nói, cứ việc vào đó ngồi, sẽ biết nói. Người tôi lúc đó rất mộc mạc, chưa bao giờ ra khỏi nhà. Tôi không biết ngồi lên đó là khái niệm, cảm giác như thế nào. Bạn biết tôi nghĩ, làm sao? Tôi nghĩ, chỗ này là nơi sư phụ giảng pháp, chiếc ghế kia chính là bảo tọa. Sư phụ nói cho tôi ngồi lên đó, tự nhiên sẽ biết giảng. Tôi nghĩ bảo tọa này chắc chắn sẽ phát huy tác dụng của nó. Chỉ cần tôi ngồi lên, tôi có thể biết nói những gì. Nghĩ xong, tôi bước vào phòng thâu âm. Đó là bài giảng đầu tiên vào tối ngày 4 tháng 4, từ 7 đến 9 giờ. Ngay lúc bước vào phòng, tôi vẫn chưa biết phải nói gì, đầu óc trống trơn. Mà giờ giảng thì đã đến, thôi thì cứ vào. Lạy Phật xong qua đảnh lễ sư phụ, sau đó là phải ngồi lên bục giảng. Nghĩ cũng lạ thật, sau khi ngồi lên ghế,
Suốt 2 giờ đồng hồ, những lời nói đó không biết từ đâu ra, chính tôi cũng không hiểu. Tôi xin kể cho quý vị cảm giác của tôi sau khi về nhà, màn DVD do tôi giảng ra xem. Tôi hỏi điều cư sĩ, có phải tôi không? Có phải tôi đang nói chuyện không? Ai đã mách cho tôi nói ra những lời như vậy? Bây giờ bạn bảo tôi nói trở lại, không cách chi nói được. Những ngôn từ, từng đoạn, nối nhau một cách thông suốt, chính tôi cũng không biết, không ngờ. Điều cư sĩ nói, tâm bảo gia trì, Phật lực gia trì, vì tâm của chị thanh tịnh, nên vừa ngồi xuống, liền nhận được ngay sự gia trì. Ồ, thật sự là do tâm bảo gia trì. Chẳng phải do tôi có bản năng gì, hay biện tài năng lực gì. Tôi tự hiểu mình không được như vậy. Rõ đúng là tâm bảo gia trì. Tôi có cảm giác, buổi giảng này không bị khựng, rất suôn sẻ. Không cần động não suy nghĩ, chỉ cần nói và nói. Sau khi kết duyên bài giảng thứ nhất của tôi ở Hồng Kông, trong một năm liên tiếp đến đây 3 lần. Lần thứ nhất là ngày 4 tháng 4 năm 2010 ở 7 ngày. Lần thứ hai là ngày 21 tháng 6 cũng ở 7 ngày. Lần thứ ba là ngày 23 tháng 12. Sau đó vào ngày 30 đi cùng với sư phụ đến 3 quốc gia. Mã Lai, Indo, Singapore. Lần này gặp phải dịp Tết là cuối năm 2010, đầu năm 2011. Cứ như thế, duyên này từng bước đi sâu vào. Là duyên gì đây? Tôi cảm giác đây là duyên thầy trò, đúng là duyên thầy trò. Duyên thầy trò này không phải chỉ một đời nay, có thể từ nhiều đời. Ít nhất cũng là đời trước. Sư phụ chính là thầy của tôi. Tôi nghĩ, nếu không phải là duyên thầy trò, làm sao tôi có thể được thân cận với sư phụ như vậy? Vừa nghe DVD của ngài, tôi có cảm giác vô cùng thân thiện. Ngồi nghe không muốn rời bước. Cho nên ông bạn già của tôi có ý kiến là chuyện bình thường. Một khi tôi nghe nhập tâm rồi, ông ta nói gì tôi không nghe. Ông nói bà nghe đến khờ rồi, suốt ngày ngồi trước cái máy nhỏ này, nghe, nghe, nghe. Tôi nói gì với bà cũng không nghe. Thật sự là như vậy, ông ấy nói gì tôi cũng không nghe thấy. Tóm lại, nhờ duyên phần như thế, khiến tôi và lão pháp sư trong đời nay được gặp gỡ trở lại. Và đây cũng là đề mục lớn thứ nhất mà tôi muốn trình bày với quý vị về duyên phận giữa tôi với lão pháp sư. Sự lý giải của tôi như vậy, sự suy nghĩ của tôi như thế có đúng hay không, tôi không biết. Tuy nhiên, tất cả những tình huống tôi vừa kể đều là sự thật. Sau khi đến Hồng Kông, tôi hỏi sư phụ, vì sao ngài muốn liên lạc điện thoại với con? Sư phụ nói, vào năm 2003, con có ra một DVD gọi là Tín Niệm. Lúc đó thầy không biết. Mãi đến trước Tết 2 tháng mới xem thấy DVD này. Tính ra từ năm 2003 đến nay đã 8 năm rồi. Thầy nghĩ không biết người này còn sống hay không, nên thầy nhờ đồng tu Hồng Kông dò thăm tin tức của con. Sau đó họ tìm được một đồng tu ở cùng tỉnh với con. Nhờ vậy mà tìm được con và còn cho số điện thoại cho thầy. Khi sư phụ vừa được điện thoại của tôi, trước sau không tới 10 phút, ngài đã nhanh chóng điện cho tôi. Ngài nói, khi nghe nói chẳng những con còn sống mà càng ngày càng khỏe, thầy rất vui mừng, liền điện cho con. Qua điện thoại, nghe thấy tiếng nói của con dõng dạc, đầu óc tinh thần rất tốt. Thầy rất vui, con có thể làm gương tốt cho mọi người. Mắc loại bệnh này mà vẫn duy trì được tâm thái tốt, kiên trì cho đến ngày hôm nay, thật không đơn giản. Sư phụ nói với tôi như vậy. Đây là nhân duyên giữa tôi với sư phụ. Đề mục thứ hai cũng như đề mục thứ ba và bốn kế tiếp đều là những ấn tượng xuất phát từ trong nội tâm của tôi đối với lão pháp sư. Bởi vì sau khi đi Hồng Kông về, có đồng tu hỏi tôi có cảm giác gì khi gặp lão pháp sư. Tôi nói, cảm giác thứ nhất, sự cảm nhận hoàn toàn khác so với nhìn thấy ngài trong DVD vì có khoảng cách. Cảm giác thứ hai
là Ngài rất thân thiện. Họ nói, nếu vậy, chị hãy dùng vài câu diễn tả một cách bao quát cho chúng tôi nghe. Dù không gặp được sư phụ, nhưng nghe chị nói, xem như đã được gặp Ngài vậy. Tôi nói được. Tôi dùng ba câu nói để bao quát cho quý vị hiểu. Câu thứ nhất, lão pháp sư là một vị cao niên yêu nước, yêu giáo. Xin quý vị lưu ý cách dùng từ của tôi. Ngài là một người già yêu nước, yêu giáo. Sư phụ là người không phải là thần. Chúng ta chớ có thần hóa sư phụ. Ngay cả Phật Thích Ca Mâu Ni cũng là người. Ngài không phải là thần. Đây là câu bao quát thứ nhất của tôi. Câu thứ hai, lão pháp sư là một trưởng giả từ bi. Câu thứ ba, lão pháp sư là một vị cao tăng đại đức của thời đại. Những suy nghĩ của tôi chính là theo thứ lớp mà tôi mới vừa nói. Lão pháp sư là một vị cao niên, sau đó là một vị cao tăng đại đức của thời đại. Tôi hiểu và nói theo thứ lớp như vậy. Họ nói, ồ, ba câu bao quát của chị thật hay. Chúng tôi vừa nghe qua liền tỏ rõ mọi thứ. Hôm nay trong đề mục thứ hai, thứ ba và bốn sẽ chia ra lần lượt giảng theo ba câu nói bao quát ở trên. Nội dung cụ thể của nó là gì? Vì sao tôi nói lão pháp sư là một vị cao niên yêu nước, yêu giáo? Trước tiên chúng ta nói Ngài là một con người, Ngài yêu nước. Là một vị cao niên yêu nước, tinh thần yêu nước của Ngài khiến tôi cảm động. Tôi không thể nói khiến mọi người cảm động, bởi vì do tự tôi cảm nhận, nên chỉ có thể nói khiến tôi cảm động. Cho nên sau này có người hỏi tôi, lão pháp sư có điểm nào thu hút chị như vậy? Xưa nay chị chưa từng sùng bái một ai, vì sao nay lại sùng bái lão pháp sư? Quý vị nói sai rồi, tôi không phải sùng bái mà là tôn trọng, tôn kính. Quý vị hỏi tôi lão pháp sư có điểm nào đã thu hút tôi? Điểm thứ nhất là sự thu hút từ nơi nhân cách của Ngài. Điểm thứ hai là sự giải ngộ một cách triệt để đối với kinh giáo của Ngài, khiến tôi hiểu rõ đạo lý, khiến tôi biết rõ, dù không thể nói biết rõ tất cả chân tướng của vũ trụ, của nhân sinh, nhưng ít ra khiến tôi biết rõ tôi đến nhân gian này để làm gì, tôi từ đâu đến, tương lai đi về đâu, hiện giờ nên và phải sống như thế nào. Ít ra thông qua kinh giáo do Ngài giảng đã giúp tôi hiểu rõ được như thế. Tôi cảm thấy về phương diện giải và đọc kinh giáo, Ngài đã thấu triệt một cách sâu sắc, nên khiến người nghe cảm thấy dễ hiểu. Do đó tôi vô cùng tán thán sư phụ. Mặc dù có người phản đối tôi nghe băng giảng của Ngài, nhưng họ không thể cản trở tôi, không ai có thể ngăn chặn tôi. Con người của tôi rất cứng rắn. Hơn thế, tâm hoài bao la của Ngài, tâm hoài bao la sâu rộng của Ngài đã khiến tôi quá ư bội phục và tán thán. Chút nữa tôi sẽ nói vài chuyện chứng minh về tâm hoài bao la của Ngài. Ngài là một con người, một người già yêu nước, nên khiến tôi tôn trọng. Ngoài ra, Ngài là người của nhà Phật. Tôi nhận thấy Ngài là một đệ tử tiêu chuẩn của Phật Đà. Thật sự Ngài không hổ danh là người đệ tử của Phật môn. Những gì Ngài nghĩ, Ngài nói và làm đều là việc của nhà Phật. Theo lời tôi nói, đã là người của nhà Phật thì phải làm việc nhà Phật. Sư phụ đã làm được điều này, cho nên Ngài đã khiến tôi bội phục. Với ba lý do trên, khiến tôi tôn trọng, kính ngưỡng, bội phục Ngài. Tuy nhiên, tôi không dùng chữ sùng bái, vì cảm thấy danh từ sùng bái không diễn đạt hết chân tâm thành ý của tôi. Cách nghĩ chân chánh của tôi là tôn trọng. Sư phụ hay dùng chữ thành kính. Tôi nghĩ hai chữ này dùng ở đây thật là thích hợp. Kế tiếp, vì sao tôi nói Ngài là vị cao niên yêu nước? Có thể bình thường tôi tiếp xúc với sư phụ không nhiều. Những việc tôi biết cũng ít. Tuy nhiên có vài chuyện tôi biết đều khiến tôi vô cùng cảm động. Ví dụ, chuyện thứ nhất,
Trong tâm của Ngài luôn nghĩ đến tổ quốc và nhân dân. Tôi không biết quý vị đây có loại cảm nhận này hay không. Vì sao nói như vậy? Tôi xin dùng một câu là nhân giả vô địch, một người nhân nghĩa, đạo đức, họ không có mặt đối lập. Chữ địch đây nghĩa là đối lập. Sư phụ, Ngài là người nhân từ, cho nên Ngài không có đối địch với ai. Tôi xin cử một thí dụ. Lần đầu tôi đến Hồng Kông là ngày 4 tháng 4. Ngày 5 tháng 4 là lễ Thanh Minh. Có lẽ mọi người đều có ấn tượng ngày Thanh Minh, sư phụ khởi giảng Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa. Lúc đó có đồng tu hỏi tôi vì sao sư phụ bỗng dưng đổi sang giảng Đại Kinh Giải. Tôi nói, làm sao tôi biết, tôi vừa mới đến ngày hôm qua. Vấn đề này sau đó tôi có hỏi sư phụ. Thưa sư phụ, con muốn thỉnh giáo với ngài một vấn đề. Sư phụ nói, con có vấn đề gì muốn hỏi? Là việc hôm lễ Thanh Minh, ngài khởi giảng Đại Kinh Giải. Theo ngài nghĩ thế nào? Con muốn biết tình huống thật sự của việc này. Sư phụ nói với tôi có vài lý do. Thứ nhất, để hóa giải tai nạn. Hiện nay tai nạn quá lớn, quá nghiêm trọng, phải hóa giải tai nạn. Cho nên, khởi giảng bộ kinh này, đây là lý do thứ nhất mà sư phụ nói với tôi. Lý do thứ hai, có ý nghĩa tế tổ, lễ Thanh Minh là kỷ niệm tổ tiên. Tế bái tổ tông, chúng ta làm người không nên quên mất tổ tông, chớ quên gốc. Lý do thứ ba, khởi giảng Đại Kinh Giải tại Hồng Kông là vì gần tổ quốc hơn. Vâng, gần tổ quốc hơn. Cách Đài Loan cũng không xa, những nước lân cận cũng được lợi ích. Nghe đến đây, tôi cảm thấy xúc động vô cùng, đặc biệt là câu gần tổ quốc hơn một chút, gần Đài Loan hơn. Tôi thật cảm động và hiểu rõ việc này. Ngài nói, làm như vậy, tổ quốc, đại lục và Đài Loan đều được lợi ích, nhân dân bớt khổ, bớt tội. Chính ở điểm này nên tôi nói, tâm hoài của Ngài thật sự bao la, sâu rộng. Nếu nói bao la hơn biển cả, bầu trời cũng không quá đáng. Vì sao vậy? Vì lần đầu tiên tôi đến Hồng Kông, sư phụ cho tôi một ấn tượng sâu sắc nhất là Ngài nói, không đối địch với người, với sự, với vật. Câu nói này hiện nay với tôi là kinh điển. Sau khi trở về Hai Nhĩ Tân, tôi đều thuật lại câu này với mọi người. Chúng ta nhất định phải học theo sư phụ. Đi một lần Hồng Kông không có uổng phí. Chuyến đi này tôi đã học được câu đó ở sư phụ và tôi đã tiến bộ tăng thêm thứ lớp. Tôi càng gần với thế giới Tây Phương cực lạc hơn. Thật sự tôi đã nói với mọi người như thế. Câu nói ấy ở sư phụ là kinh điển ở nơi tôi. Tôi phải đem kinh điển này nói với mọi người. Tôi muốn mọi người đều được lợi lạc. Ngoài ra, sư phụ còn ba câu nói. Không biết quý vị đã từng nghe qua chưa? Câu thứ nhất, Ngài nói, trong thiên hạ không có người tôi hận. Câu thứ hai, trong thiên hạ không có người mà tôi không thể tha thứ. Câu thứ ba, trong thiên hạ không có người mà tôi không yêu thương. Những thứ khác chúng ta không nói. Chỉ riêng ba câu này thôi, quý vị thấy tuyệt vời hay không? Loại tâm hoài như vậy, bao la biết dường nào. Mỗi người quý vị đây, có người mình hận không? Có người mà bạn không thể tha thứ không? Có người mà bạn không thể yêu thương không? Có thể cả ba điều đã vướng mắc phải không? Sư phụ năm nay đã 85 tuổi rồi. Ba câu nói trên có thể nói là điểm đặc sắc của Ngài trong một đời này. Ngài chính là tấm gương soi sáng cho chúng ta. Những vị tiếp xúc với sư phụ khá nhiều, quý vị hãy nghĩ lại, nhớ lại xem, có phải sư phụ đã làm như vậy? Muốn trong thiên hạ không có người mình hận, thật là khó. Bao nhiêu thử thách lao đao lận đận, Ngài đã gặp phải và chịu đựng, bao gồm những nghịch cảnh của hiện tại. Khó khăn biết nhường nào, tuy nhiên, sư phụ không hề hận bất cứ một ai. Tất cả mọi người Ngài đều yêu thương, không một người nào mà Ngài không thương,
hay không thể tha thứ. Sư phụ từng nói với tôi giống như nói chuyện đời xưa. Ngài nói, nếu có người muốn lấy đầu moi ốc con, chúng ta là đệ tử của Phật, nhất định phải vui vẻ đưa đầu cho họ, để họ mãn nguyện. Chừng đó chúng ta vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, có gì mà không tốt? Trong chúng ta có mấy ai được tâm hoài như vậy? Đối với người làm tổn hại Ngài, hủy báng Ngài, tổn thương Ngài, Ngài đều có thể dùng ba câu nói trên để đối xử. Thật đáng quý, thật đáng quý. Nói đến đây tôi liên tưởng đến những người có thể trong quá khứ đối với sư phụ rất sùng bái, thường vây quanh Ngài, một cũng sư phụ, hai cũng sư phụ. Qua một thời gian thì lạnh nhạt đi, hoặc giả không muốn ở bên cạnh Ngài nữa. Dĩ nhiên, mỗi người đều có sự lựa chọn riêng của mình, không ai có thể ép chế ai. Tuy nhiên, có một hôm lúc tôi ở nước ngoài giảng bài, có nói một câu, con người dù sao phải có lương tâm. Đề mục này hai ngày trước tôi đã nói với mọi người, nghĩa là những người đã rời sư phụ, nếu sao quý vị đã từng thân cận với Ngài, khi nghe tôi nhắc đến ba câu nói trên về Ngài, trong lòng quý vị có thể có được một chút xúc động nào chăng? Bởi vì sư phụ, Ngài là người, không phải là thần. Ngài có thể cư xử như thế đối với mỗi một người ở bên cạnh Ngài, với mỗi chúng sanh. Có phải đây chính là gương tốt cho chúng ta học theo? Nếu như hiện giờ chúng ta vẫn còn những hành vi thiếu cung kính, không tôn trọng, thậm chí còn dùng những lời nói làm tổn hại đến sư phụ, làm những việc khiến người nghe thấy mà đau lòng, quý vị không cảm thấy hổ thẹn hay sao? Sau khi nghe xong, tôi thật vì những người này đau lòng. Con người làm sao có thể thay đổi đến mức độ như vậy? Quý vị không cảm thấy lương tâm bị cắn rứt hay sao? Một người già từ bi như thế để đối xử với tất cả chúng sanh, mà chúng ta thì lại dùng thái độ như vậy để tổn hại Ngài. Như vậy có phần quá đáng hay không? Hiện giờ, sư phụ Ngài không hề trách một ai. Tôi tiếp xúc với Ngài gần một năm rồi. Tôi chưa bao giờ nghe sư phụ nói không hài lòng với người nào. Ngược lại, quý vị đối xử với sư phụ như thế nào? Quý vị hãy suy ngẫm lại xem. Nếu như suy nghĩ thấu đáo rồi, bắt đầu từ nay quay đầu trở lại, vẫn còn gần 2 năm thời gian, còn có thể cứu. Nếu hiện nay không chịu quay đầu, tiếp tục tổn thương, hãm hại, hủy báng sư phụ, như thế sẽ hết cách cứu chữa. Quý vị sẽ đi về đâu do quý vị tự lựa chọn. Tôi hoàn toàn không có ác ý, tôi không hận, không oán quý vị, chỉ nóng lòng cho quý vị mà thôi. Tôi cảm thấy quý vị làm như vậy là sai rồi, biết sai, chịu sửa, mọi việc sẽ tốt. Chúng ta thành tâm phát lộ sám hối, xin lỗi sư phụ, chẳng những đối với Ngài như vậy, đối với bất luận một ai đều phải chân thành. Mỗi thời, mỗi khắc, phải ghi nhớ ân đức của người khác. Nếu luôn biết ghi nhớ ân đức của người khác, thì bạn sẽ biết làm cách nào để báo ân. Như vậy mới tốt, tốt cho đời sau kiếp tới của bạn. Chính vì vậy, tôi ngồi đây nói thêm mấy câu nói này, khuyên quý vị chớ tiếp tục tạo nghiệp, tạo tội nữa. Vì sao vậy? Sư phụ Ngài khoan dung, độ lượng, bao dung, Ngài không trách tội một ai, và cũng không trừng phạt một ai. Tuy nhiên, giữa trời đất có đại đạo, trời đất sẽ không tha. Khi bạn hiểu được đạo lý này rồi, bảo bạn đi làm việc sai quấy, như thế e rằng bạn cũng không dám làm. Đây là đề mục thứ hai, điểm chính yếu mà tôi muốn nói với mọi người. Thuốc đắng là thuốc hay để chữa bệnh. Những lời tôi nói có vẻ sắc bén. Tuy nhiên, không phải tôi muốn nói lời sắc bén. Chỉ muốn nhấn mạnh một chút để gợi sự chú ý và chú trọng của mọi người. Có câu nói rằng, trung ngôn nghịch nhĩ lợi cho hành. Tôi cảm thấy việc ngồi trước ống kính, nói những lời này với quý vị hôm nay là thuộc về trung ngôn.
vì tôi không có ác ý, không có tâm xấu hay muốn châm biếm môi móc chuyện của người khác. Tôi không phải loại người như vậy, cũng không có cá tánh như thế. Tôi chỉ muốn khuyên quý vị đem lời nói của tôi so sánh, ngẫm nghĩ. Nếu nó có phần nào đúng với ngôn hành của quý vị có thể xem nó như một thang thuốc tốt, chữa lành bệnh cho bạn. Sau khi lành bệnh, thân tâm khỏe mạnh, lão thật niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, tốt biết bao. Ý tôi muốn nói, chớ vì một chút lợi ích nhỏ nhoi như hạt mè, thực ra đó chỉ là lợi ích giả danh mà thôi. Chúng ta bị kẹt vào đó để rồi bỏ đi lợi ích to lớn như quả dưa hấu. Lợi ích to lớn này chính là thế giới Tây Phương cực lạc. Chúng ta chỉ vì lợi ích nhỏ bé ở trước mắt, sau cùng thế giới cực lạc. Có thể nói vốn chúng ta có duyên đấy, thế mà đi không thành, thật đáng tiếc. Tóm lại, chủ yếu của tôi muốn mượn thí dụ này để nói lên tấm lòng luôn chứa đựng tổ quốc và nhân dân của sư phụ. Điểm thứ hai, ngài là vị cao niên yêu nước. Bởi vì trong lúc nói chuyện với tôi, ngài từng bày tỏ một ý nguyện: lá rụng về cội. Ngài đã lớn tuổi rồi, muốn trở về tổ quốc, có được một chỗ ổn định. Ngài không đòi hỏi gì nhiều. Ngài nói với tôi rằng, có được một chỗ ở yên ổn, khoảng 5-3 người hoặc 7-8 người, không quá 10 người. Đồng tu trí đồng đạo hợp, cùng ở với nhau để học cho tốt Kinh Hoa Nghiêm. Tôi hiểu ý của ngài, muốn đem Kinh Hoa Nghiêm truyền cho đời sau. Nghĩa là một ngày nào đó, nếu ngài ra đi, vẫn có người có thể nối tiếp công việc này, có thể giảng Kinh Hoa Nghiêm cho chúng sanh. Đây chỉ là sự lý giải của tôi. Tôi cũng chưa trực tiếp hỏi sư phụ. Sư phụ chỉ nói, mong có nơi ở yên ổn để nghiên cứu Kinh Hoa Nghiêm, vậy thôi. Ngài không có nói đem việc giảng Kinh Hoa Nghiêm giao phó cho người khác. Đây chỉ là sự lý giải của cá nhân tôi. Đây là việc sau cùng mà sư phụ muốn làm. Bạn nghĩ xem, ngài có phải là một người già yêu nước hay không? Điểm thứ ba, tôi muốn nói, ngài là bậc trưởng lão yêu giáo. Ngài yêu giáo như thế nào? Đây là sự cảm nhận của tôi. Ví dụ như ở Singapore, có 9 đại tôn giáo. Nếu tôi nhớ không lầm, đó là năm 1999. Vâng, trước hoặc sau năm 99, dưới sự cố gắng, nỗ lực của lão pháp sư, 9 đại tôn giáo ở Singapore đã đoàn kết với nhau như một gia đình. Tôi vẫn nhớ rõ hình ảnh trong một đĩa DVD, những người lãnh đạo của 9 đại tôn giáo, tay nắm tay, vai kề vai, cùng đứng trên khán đài. Cảnh tượng này đã có sự ảnh hưởng và chấn động rất lớn đối với nhân loại trên toàn thế giới. Bởi vì trước đây, chưa hề có điều lệ này. Do đó, dưới sự khởi xướng về lý niệm tôn giáo thế giới là một nhà của Ngài. Về phương diện này, có thể nói là thế giới đệ nhất nhân, không có người thứ hai nào khác làm công tác này. Lão Pháp Sư là người đi trước và làm gương tốt cho chúng ta, đặc biệt trong chuyến vân du ba nước. Ở Indo, có cuộc luận đàm giữa 6 đại tôn giáo ngay trong buổi luận đàm này. Trong khi lúc phát biểu, Ngài đã nói những gì? Ồ, thật là khiến tôi chấn động, kinh ngạc. Ngài quá ư nhuệ trí. Trí thức của Ngài, trí tuệ của Ngài, thật không thể nào hình dung diễn đạt hết được. Tôi xin kể lại một đoạn nói của Ngài sau khi vân du ba nước, Singapore, Mã Lai và Indo, trong cuộc luận đàm giữa 6 đại tôn giáo. Đây cũng là lời khai thị của Ngài. Trước tiên, Lão Pháp Sư vạch rõ bản chất của giáo dục tôn giáo thánh hiền. Đó là tôn giáo là giáo dục. Đây chính là bản chất của tôn giáo. Ngài nói, cổ nhân Trung Quốc xây nước dựng nhà, lấy việc tu thân làm gốc, giáo học đi đầu, kiến lập chánh quyền, lãnh đạo nhân dân,
lấy công việc giáo dục làm đầu. Ngài nhấn mạnh, tôn giáo là giáo dục. Đây chính là bản chất của tôn giáo. Kế tiếp Ngài nói, nhìn chúng sanh toàn cầu, trên toàn thế giới ngày nay, tai nạn dồn dập, mâu thuẫn, xung đột khắp nơi, khiến cho lòng người bàng hoàng không nơi nương tựa. Truy cứu tận nguồn chính là do xã hội Tây Phương bỏ sót giáo dục tôn giáo. Xã hội Đông Phương từ bỏ truyền thống 5.000 năm những luân lý đạo đức, nhân quả và giáo dục thánh hiền mà tạo nên. Ngài đã đem cái gốc của thế giới động loạn, tai nạn xảy đến không ngừng của thế giới hiện nay, nói rõ cho chúng ta gốc ở đâu. Ở xã hội Tây Phương bỏ sót giáo dục tôn giáo, xã hội Đông Phương vứt bỏ truyền thống giáo dục của thánh hiền về luân lý đạo đức và nhân quả. Đây chính là nguyên nhân của tai nạn. Kế tiếp, Ngài nhấn mạnh. Điểm thứ nhất, tín ngưỡng tôn giáo lấy giáo dục làm đầu, vì đây chính là bản chất của giáo dục. 100 năm gần đây, sự giảng và học của các tôn giáo trên toàn thế giới ngày càng suy thoái. Giáo dục tôn giáo làm cách nào để dạy? Phải luôn giảng kinh, dạy học. Thế mà 100 năm gần đây, việc giảng dạy và học càng ngày càng suy thoái. Chính vì sự suy thoái này, nên tín ngưỡng đã nghiêng về mặt chú trọng hình thức hơn là thực chất. Tín chúng khó tránh khỏi sự cuồng nhiệt vô tri. Nghe đến danh từ này, khiến tôi có sự cảm nhận thật sâu sắc. Thật sự rất nhiều tín chúng hiện nay đang trong trạng thái cuồng nhiệt vô tri. Không phải chân tín, không phải trí tín. Nặng về tình cảm, đúng vậy không? 8 chữ, cuồng nhiệt vô tri, nặng về tình cảm. Lão Pháp Sư lại nói, muốn chẩn cứu thế giới hiện nay, cần phải hồi phục giáo dục tôn giáo. Đây là điểm thứ hai. Điểm thứ ba, Ngài nêu ra phương pháp cụ thể để hồi phục giáo dục tôn giáo. Chính là đào tạo sư phạm, lập khu thực nghiệm. Ngài đem phương pháp nói với chúng ta quá rõ ràng như vậy. Ngài còn nói, nếu như có một vị lãnh tụ quốc gia thật sự có thể xem trọng luân lý đạo đức, nhân quả, do quốc gia đào tạo 50-60 vị giáo sư đức hạnh ưu tú, và mỗi ngày trên mạng, trên truyền hình của chính phủ, mỗi ngày tuyên giảng giáo dục thần thánh về sự thành kính khiêm hòa, nhân từ bác ái của tinh thần Tây Phương, đồng thời tuyển chọn một khu phố nhỏ làm việc thực hành và thực nghiệm giáo dục thánh hiền, đồng thời đem kết quả của sự thực nghiệm này tuyên dương phổ cập đến khắp nơi trên toàn cầu. Nếu làm được như vậy, sẽ thật sự chẩn cứu được tâm linh của nhân dân, giúp nhân dân phá mê khai ngộ, bỏ ác hướng thiện, cải tà quy chánh, đoan chánh tín niệm, sùng đạo đức. Được như thế, tất cả tai nạn tự động hóa giải, tất cả mâu thuẫn xung đột tự tiêu mất, và thật sự đạt đến lý tưởng quốc thái dân an, xã hội hài hòa, thế giới đại đồng. Đoạn nói này tôi nghĩ chẳng những người có tín ngưỡng, ngay cả những người không có tín ngưỡng tôn giáo, sau khi nghe đều nhận được sự mở lối về giáo dục. Cho nên lão Pháp Sư nói, tất cả những nhà sáng lập tôn giáo trên thế giới đều là những người mang nghĩa vụ làm công tác giáo dục đa nguyên tôn giáo. Vâng, là người làm công tác giáo dục. Thế mà hiện nay đã khiến Phật giáo diễn biến thành tôn giáo Phật giáo. Tôi nhớ đã từng nói câu như